Câu hỏi tiếp theo, minh tâm kiến tánh và đốn ngộ, đại triệt đại ngộ có chỗ nào khác biệt? Người đốn ngộ, đại triệt đại ngộ liệu đã chứng quả chưa ạ? Đốn ngộ, đại triệt đại ngộ là giống nhau. Nhưng đại triệt đại ngộ và đốn ngộ vẫn có chỗ không tương đồng. Đốn ngộ chính là rất nhanh đến đại triệt đại ngộ. Nói riêng về đại triệt đại ngộ, có người bất luận là tham thiền hay niệm Phật, có một số người 10 năm, 8 năm, có một số người 20 năm, 30 năm, có một số người đến 40, 50 năm thì họ mới đại triệt đại ngộ. Đốn ngộ giống như Lục Tổ Huệ Năng, mấy tiếng thì đã thành công, đó gọi là đốn ngộ, đều là đại triệt đại ngộ. Một cái là chốc lát đã thành tựu rồi, một cái là phải cần thời gian rất dài. Khác nhau ở chỗ này, đến cái cảnh giới này chính là thành Phật. Đây không phải là Bồ Tát mà là thành Phật, cũng chính là chúng tôi thường hay giảng trên Kinh Hoa Nghiêm là vọng tưởng phân biệt chấp trước đã buông xuống triệt để rồi. Còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn vẫn chưa ngộ. Tiếp theo họ hỏi, Lục Tổ Đàn Kinh có phải là dạy chúng ta trước hết phải kiến tánh, sau đó niệm Phật càng thọ dụng, nắm chắc được vãng sanh Tây Phương không? Không phải vậy. Theo Lục Tổ Đàn Kinh, nếu là kiến tánh rồi, thì bạn sẽ không cần đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì bạn đã thành Phật rồi, bạn giống như A-di-đà Phật vậy. Bạn không cần đến thế giới Cực Lạc nữa. Phải biết cái điều này. Đó là một pháp môn thành Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp môn thành Phật. Chính là bạn không có cách gì trong một đời đạt được kiến tánh, thì bạn đến thế giới Cực Lạc để học tập với A-di-đà Phật. Đến thế giới Cực Lạc rồi mới minh tâm kiến tánh là sự việc như vậy. Con đường này dễ đi hơn. Chính mình một đời minh tâm kiến tánh, quá ít người làm được. Người làm được giống như Đại sư Huệ Năng, ba vị lão sư của tôi đều nói với tôi. Tiên sinh Phương Đông Mỹ, Đại sư Chương Gia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ba vị thầy này đều nói với tôi. Anh chắc chắn không làm được, vô cùng khẳng định như vậy. Hơn nữa các thầy còn nói với tôi, không những anh không làm được mà chính chúng tôi cũng không làm được. Họ nói trước thời Đại sư Huệ Năng chưa từng thấy ai có thể làm được. Sau thời Đại sư Huệ Năng đến nay hơn 1.300 năm cũng chưa nghe nói có ai làm được. Đây là nói đốn ngộ. Do đây có thể biết sự việc này khó biết bao. Nếu bạn làm được rồi, thực sự là chư Phật Bồ Tát đều tôn kính bạn. Vì sao vậy? Việc này quá khó, quá hy hữu mà. Cho nên lão sư khuyên tôi phải theo tiệm tu, tức là dần dần từng bước nâng lên. Buông một lần không được thì cứ buông từ từ. Đi theo con đường này, sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì buông xuống triệt để. Cho nên chúng tôi nói, có thể giảng sanh đến thế giới Cực Lạc chỉ cần công phu thành phiến. Việc này ở đây tôi không nói nhiều nữa, khi chúng tôi giảng kinh đã giảng rất nhiều. Bạn nghe nhiều thì sẽ hiểu rõ thôi. Công phu thành phiến thì chắc chắn bạn sẽ được giảng sanh. Chúng ta xem tiếp câu hỏi tiếp theo. Làm thế nào để hạ thủ từ chân như tự tánh? Kiến tánh rồi có phải là đã sanh tử tự tại không? Kiến tánh thì không còn sanh tử nữa. Đại sư Huệ Năng kiến tánh rồi, nói với chúng ta, sau khi kiến tánh thì tâm của bạn thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, chính là không còn sanh tử nữa, vốn dĩ đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Bạn đã thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Bạn không khác gì so với Thích Ca Di Đà cả. Bạn muốn hỏi làm sao để hạ thủ từ chân như tự tánh? Tôi cảm thấy bạn không cần hỏi. Giống như lão sư của tôi dạy tôi vậy, bạn không thể làm được. Cả đời này của bạn không làm được, vẫn là thật thà niệm Phật thì có thể nắm chắc. Câu hỏi tiếp theo, hiện tại rất nhiều người đều nói Ngọc Lịch Bảo Sao là giả, không như Pháp. Không biết Pháp Sư thấy thế nào? Phật Bồ Tát dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Vậy chúng ta thử xem nội dung của Ngọc Lịch Bảo Sao là nói nhân quả báo ứng, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai.
Sau khi ta đọc rồi, ta tin tưởng, ta rất tôn kính. Đối với nó, ta nghiêm túc học tập. Học tập chính là đoạn ác tu thiện. Vì thì nó có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc tu hành của ta. Nếu không tin nhân quả, học Phật vẫn còn muốn giữ tâm bất thiện, còn muốn tạo ác nghiệp. Vì thì Dư Ngọc Lịch Bảo Sao nói, bạn vẫn phải đọa tam đồ. Đây là thật, không phải là giả. Câu hỏi thứ 15. Bán pháp trong tư tưởng hoặc bán pháp trên hành vi, tội nghiệp có dư nhau không? Bán pháp trong tư tưởng thông qua việc hối hận và phát nguyện không tái phạm nữa, liệu có thể tiêu trừ được tội nghiệp này không? Khởi tâm động niệm nhân lời nói hành vi, tạo nghiệp là như nhau. Bạn thử tụng kinh Địa Tạng thì sẽ biết. Trong kinh Địa Tạng, Phật đã nói chúng sanh diêm phục đề, khởi tâm động niệm không gì mà chẳng phải tội, không gì mà chẳng là nghiệp. Bạn sẽ hiểu được một người trong một ngày tạo ra bao nhiêu tội nghiệp chứ. Tiêu trừ tội nghiệp đúng thật là phải sám hối. Sám hối quan trọng nhất chính là không tái phạm. Đó mới gọi là chân sám hối. Sau khi sám hối mà vẫn phạm thì đó không phải là chân sám hối. Vì thì không thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Cho nên người xưa nói với chúng ta, niệm nhiều một câu Phật. Lời nói này có đạo lý. Đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Đây là rất có đạo lý. Điều không cần nói thì không nên nói. Việc không cần nghĩ thì không nên nghĩ. Như vậy mới thật sự có thể tiêu nghiệp chướng. Hãy nghĩ Phật, niệm Phật. Câu hỏi tiếp theo. Nhà cũ của chúng con chuẩn bị phá bỏ. Xin hỏi chúng con nên niệm chú gì để mời những côn trùng nhỏ đang ở đó rời nhà đi? Một ngày nên niệm mấy miếng, niệm bao nhiêu mới được à? Việc này không phải niệm chú. Bạn hãy niệm Bồ Tát côn trùng. Nhà của chúng tôi phải phá bỏ rồi. Xin mời các bạn hãy nhanh chóng rời nhà. Mỗi ngày nhìn thấy côn trùng nhỏ thì hãy nói với chúng. Ruồi muỗi cũng vậy, kiến cũng vậy, gián cũng vậy, chuột cũng vậy. Sau khi bạn nhìn thấy đều nói với chúng sẽ rời nhà. Chúng cũng sẽ rất cảm ơn bạn. Câu hỏi thứ 17. Xin hỏi không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tức là phân biệt cũng không phải là ý, phải không? Khi niệm Phật là không niệm mà niệm, không có ý niệm mà chỉ là miệng niệm Phật, hay là vừa niệm Phật, vừa nghĩ Phật, nhớ Phật à? Nếu bạn niệm đến mức không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, thì bạn sẽ không đến giảng đường này nữa. Bạn cũng không cần hỏi tôi nữa. Vì sao vậy? Đó là nhất tâm bất loạn rồi. Có công phu như vậy, bạn có thể tùy ý giảng sanh. Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Thích trụ bao nhiêu năm ở thế gian này thì trụ bấy nhiêu năm. Bạn đã sanh tử tự tại. Nếu không đạt đến công phu này, vẫn phải nhớ Phật, niệm Phật. Dùng phương pháp này tốt. Trong miệng niệm Phật, trong tâm nghĩ Phật. Bởi vì bạn nghĩ Phật, bạn sẽ không có vọng tưởng. Bạn không nghĩ Phật thì có vọng tưởng. Phải hiểu cái đạo lý này. Câu thứ 18.